Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ và kịp thời thông tin chính thức về vấn đề giá kit xét nghiệm đang được dư luận quan tâm. Thủ tướng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực. Quan điểm của chính phủ là xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện vi phạm, công khai kết quả xử lý cho nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, chính phủ luôn lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến đóng góp phản ánh, nhưng thông tin đưa ra phải chính xác, tránh những thông tin phỏng đoán, không có kiểm chứng, thiếu căn cứ, ảnh hưởng tới niềm tin và tinh thần đoàn kết, tác động tới tâm lý các lực lượng phòng chống dịch. Trong lúc này, cũng cần phải củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng lòng vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và cả nhân dân, động viên, khích lệ các lực lượng tuyến đầu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung mặt hàng các vật tư y tế để sản xuất que test COVID-19 vào danh mục được miễn thuế nhập khẩu, phục vụ phòng chống dịch. Các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu bao gồm túi nhôm dùng để đựng kit test, vỏ trên, vỏ dưới que kiểm tra, ống chứa mẫu kiểm tra. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Bộ Tài chính cho biết là để tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua cơ quan hải quan đã thông quan nhanh các hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, sau khi ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, quá trình khoanh vùng xét nghiệm để xác định vùng xanh, vùng đỏ của bệnh viện nhằm phục vụ công tác dập dịch được hiệu quả đã được bệnh viện phối hợp cùng CDC Hà Nội nhanh chóng triển khai. Những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 10 đến 11 giờ ngày 3 tháng 10, thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới đã được cách ly, phân bổ tại các quận Hà Đông 2 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Thanh Trì 1 ca. Trong đó có 2 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 2 ca liên quan là chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã có 664.938 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 43.658.818 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới trong những ngày qua. Nhằm bảo đảm cho công tác chống dịch, những trường hợp F1 đang trong bệnh viện đã được đưa đi cách ly tập trung. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân vào rạng sáng ngày hôm nay. Liên quan đến ổ dịch phát sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thì vào tối ngày 2 tháng 10, thành phố Hà Nội cũng như là Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phối kết hợp với cả Sở Giao thông Vận tải để điều động các chuyến xe đưa những người là F1 liên quan đến chùm ca bệnh này đi cách ly tập trung. Có thể thấy là hiện nay thì tất cả các xe buýt thì đều đã có ở trong khu vực cách ly và lực lượng chức năng thì cũng đã bố trí cái nhân lực để đảm bảo điều tiết giao thông an toàn chống dịch, làm sao mà để thuận tiện nhất cho những cái xe buýt như thế này đi ra vào khu cách ly và vận chuyển người mà không làm ách tắc giao thông cũng như là gián đoạn cái việc lưu thông ở trên đường của người dân. Bắt đầu từ 9 giờ thì các xe buýt được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều động đã di chuyển vào khu cách ly để chuẩn bị cho công tác đón người. Vào tối ngày 2 tháng 10, Bệnh viện Việt Đức và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai đưa gần 150 F1 là nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đang ở trong bệnh viện đi cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã điều động 8 xe buýt, dự kiến mỗi xe khoảng 15 người để bảo đảm giãn cách, an toàn phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn, khẩu trang và khử khuẩn theo đúng quy định. Để bảo đảm an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến công tác đưa đón người dân đi cách ly tập trung, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tăng cường lực lượng phong tỏa tạm thời những trục đường chính dẫn vào bệnh viện. Tiến hành tạm thời cách ly y tế đối với Bệnh viện Việt Đức và tiến hành xét nghiệm diện rộng
lấy mẫu toàn bộ 4.453 người. Chúng tôi tiếp tục công tác xét nghiệm diện rộng lần thứ hai vào ngày 3 tháng 10 sau 3 ngày, theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Các F0 thì cũng đã được triển khai cái việc di chuyển đến bệnh viện nhiệt đới. Còn các F1 thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cái phương án với 145 F1 di chuyển đến nơi cách ly an toàn. Đối với phương án người nhà bệnh nhân thì chúng tôi hiện nay căn cứ vào cái kết quả xét nghiệm thì sẽ có cái phương án cụ thể. Đến 0 giờ 10 ngày 3 tháng 10, các chuyến xe bắt đầu di chuyển từ bệnh viện đến khu cách ly tập trung. Hôm nay, ngày 3 tháng 10, bệnh viện sẽ tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh này và tiến hành đưa người nhà của bệnh nhân trong bệnh viện đi cách ly tại các khu vực bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tính đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 10, số ca mắc liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức là 31 ca. Thưa quý vị, về việc hỗ trợ người dân có nhu cầu về quê được an toàn trong đợt ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 này, vừa qua Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã và sẽ lập những đoàn tàu chuyên biệt để đưa người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Hành khách lên tàu tại các ga như Sài Gòn, Dĩ An, Bình Dương, ga Biên Hòa, Đồng Nai sẽ được ngành đường sắt phân biệt bằng việc phân chia vị trí tại các toa để tiện cho việc theo dõi lịch trình di chuyển của hành khách và phối hợp cung cấp cho chính quyền địa phương khi cần. Toàn bộ công tác đón tiễn hành khách tại các ga vận chuyển trên tàu sẽ được đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương. Cũng với mục đích là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi về 4 tỉnh lân cận bao gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa có văn bản khẩn đề xuất phương án và yêu cầu đi kèm. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho người dân sử dụng xe cá nhân, ô tô, mô tô, xe máy đi lại trong phạm vi giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh nhưng phải bảo đảm các yêu cầu. Người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi sau 14 ngày, có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế thành phố Hồ Chí Minh hoặc sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR cần xuất trình một trong các giấy tờ cần thiết khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Kể từ khi Đà Nẵng nới lỏng giãn cách từ ngày 30 tháng 9, người dân được thực hiện nhiều hoạt động hơn, trong đó được đi chợ với tần suất là 3 ngày một lần. Tuy nhiên, thì công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chợ truyền thống trên địa bàn vẫn luôn chặt chẽ. Tại các chợ truyền thống trên địa bàn như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, việc kiểm soát người vào chợ luôn được thực hiện chặt chẽ. Người dân có phiếu đi chợ phải đúng ngày quy định. Phiếu vào chợ phải có mã QR code để kiểm tra thông tin, luôn bảo đảm cả người mua lẫn người bán phải thực hiện tốt thông điệp 5K. Bản thân mình thì nó cũng sống chung với dịch một thời gian là qua khá là dài rồi. Thành ra là ai cũng có một cái tinh thần cảnh giác cao hết, ngay cả thành ra thói quen rồi. Chủ trương về cái vấn đề kích hoạt lại cái vấn đề dùng thẻ vào chợ để chia tần suất đi chợ thì ban quản lý đã chuẩn bị tất cả các cái thiết bị cần thiết, nhất là về cái băng rôn tuyên truyền và cái nước sát khuẩn đặt tại các cái cổng cửa, đeo vào và phân công lực lượng chốt 24/24 trên suốt giờ mở cửa chợ. Rồi lực lượng bảo vệ tuần tra kiểm tra đúng thẻ ngày tháng vào hướng cho vào chợ. Tính đến nay, Đà Nẵng đã có 50 trên 56 xã phường trở thành vùng xanh khi 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và không có khu phong tỏa, nên việc đi lại mua sắm kinh doanh của người dân được thuận tiện hơn. Đặc biệt, chợ đầu mối thủy hải sản Thọ Quang, cảng cá lớn nhất miền Trung đã được mở cửa trở lại. Việc kiểm soát dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả các người dân khi vào cảng thì đều phải khai báo, quét mã vạch QR code đủ điều kiện mới được vào. Đồng thời cũng phải có kết quả xét nghiệm COVID âm tính và đảm bảo và các điều kiện khác thì mới được vào cảng hoạt động. Việc duy trì đi chợ theo tần suất được người dân và tiểu thương thực hiện đúng quy định, bảo đảm về giữ khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế, tránh tụ tập đông người và đặc biệt luôn đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh, góp phần thực hiện vừa phòng bệnh vừa phát triển kinh tế theo chủ trương chung của Trung ương và địa phương trong tình hình mới.
Hiện nay, thẻ căn cước công dân đang được tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, như là thông tin thẻ xanh COVID-19, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và nhiều tiện ích khác. Về thông tin thẻ xanh COVID-19 thì công dân đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm 1 mũi thì được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip. Đây là những thông tin được đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an C06 cho biết vào chiều ngày 2 tháng 10. Và tính đến nay thì Bộ Công an đã trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân. Chip điện tử được tích hợp trong căn cước công dân gồm các thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Tất cả các thông tin lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ. Thưa quý vị, điều trị bệnh COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ thì không chỉ giúp điều trị cho bệnh nhân về mặt bệnh lý, tổn thương tới sức khỏe thể chất, mà còn phải giúp người bệnh vượt qua những khó khăn, những ảnh hưởng về mặt tâm lý. Bởi tâm lý sẽ quyết định đến vấn đề bệnh lý. Do vậy đã có những sáng kiến được triển khai tại Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh để giúp các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 cải thiện được vấn đề tâm lý. Sau đây thì mời quý vị hãy cùng đến thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp tại quận 8, nơi đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19. Ước nguyện của bản thân mình muốn được về nhà với gia đình, cái dịch bệnh mau được chấm dứt. Tôi mơ ước cho người thân mau khỏe lại. Tôi mơ ước cho tất cả bà con mau khỏe mạnh và mơ ước mau qua hết bệnh dịch. Đó là những lời nguyện ước từ các y bác sĩ, cán bộ y tế, những bệnh nhân và cả những người nhà bệnh nhân đang trực tiếp chiến đấu với căn bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Điều trị bệnh COVID-19 thì không chỉ là điều trị về mặt bệnh lý mà còn điều trị về tâm lý cho những người bệnh, và cây ước nguyện này đây thì chính là một trong các liều thuốc hữu hiệu để mà giúp cho bệnh nhân có thể sớm được tự tin, yên tâm điều trị cũng như là phục hồi. Hai cây ước nguyện được trang trí rực rỡ ngay giữa khuôn viên khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Cái nơi mà gửi những tâm tư, những nguyện vọng và mong ước của bệnh nhân và cũng như thân nhân bệnh nhân để mau chóng bình phục. Và cũng là nơi gửi những cái mong ước nguyện vọng của đội ngũ y bác sĩ để chúng tôi làm sao giúp cho tốt nhất cho bệnh nhân mau chóng hết bệnh và đẩy lùi bệnh tật. Mỗi tấm thẻ treo trên cây không chỉ gửi gắm những tâm tư, những mong ước, mà đó còn là sự lạc quan, là niềm hy vọng của những con người đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh nơi đây. Nhiều bệnh nhân, rất là nhiều bệnh nhân đã treo những cái ước nguyện lên, và những bệnh nhân đó ước nguyện họ đã được đáp ứng và họ đã lành bệnh và được về nhà. Ở cây đức nguyện này thì tôi ước nguyện cho bà con toàn thế giới thì có bệnh đừng nên sợ, cố lên, phải vươn lên, giỡn hết, cười vui, đặng cho mớ tai qua nạn khỏi. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của đội ngũ các y bác sĩ thì chính những sự lạc quan, yêu đời và niềm tin gửi gắm trong từng lời nguyện ước cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp các bệnh nhân vượt qua cơn bão bệnh.